chí Nguyễn Việt Huy, Bí thư Đảng ủy lên tặng quà cho các đội ạ. Xin trân trọng kính mời ạ. Xin công bố giải chính của ngày hôm nay. Đầu tiên tôi sẽ gọi tên những đội sau và chúng ta sẽ cùng bước lên phía trước ạ. Đầu tiên là chi hội phụ nữ khu dân cư Nguyễn Đức Cảnh, chi hội phụ nữ khu dân cư Lê Lợi, chi hội phụ nữ khu dân cư Lê Văn Tám, chi hội phụ nữ khu dân cư Hào Gia, chi hội phụ nữ khu dân cư Đoàn Kết, chi hội phụ nữ khu dân cư Trần Phú. Và đề nghị toàn thể hội thi của chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn. 6 đội thi đã giành giải khuyến khích trong ngày hôm nay. Và sau đây xin trân trọng kính mời bà Phạm Thị Tuyết, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường, phó ban tổ chức hội thi, bà Phạm Thị Thu Hương, Phó trưởng phòng thông tin thành phố, ông Nguyễn Hoàng La, Phó giám đốc Trung tâm Văn hóa thành phố, trưởng ban giám khảo lên trao giải cho những đội giành giải khuyến khích ngày hôm nay ạ. Xin trân trọng kính mời. Xin công bố các đội sẽ giành giải 3 trong hội thi ngày hôm nay. Đầu tiên đó là chi hội phụ nữ khu dân cư Điện Biên. Hai là chi hội phụ nữ khu dân cư Quyết Tâm. Và ba là chi hội phụ nữ khu dân cư Thống Nhất. Đề nghị toàn thể hội thi của chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng ba đội đã giành giải 3 ngày hôm nay. Và sau đây xin trân trọng kính mời bà Hoàng Thị Thanh Thủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường, ông Lê Trung Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường, trưởng ban tổ chức hội thi, bà Nguyễn Thị Minh Hiền, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố lên trao giải cho các đội đã giành giải 3 ngày hôm nay ạ. Chỉ còn kết quả của một giải nhất và hai giải nhì. Sau đây tôi xin mời ba chi hội phụ nữ chúng ta cùng bước lên phía trước, đó là chi hội phụ nữ phố Quang Trung, chi hội phụ nữ Đinh Tiên Hoàng và chi hội phụ nữ trung tâm cùng bước lên phía trước ạ. Vâng, và sau đây những đội mà có tên sau sẽ cùng bước lên phía trước một bước ạ. Đầu tiên đó là chi hội phụ nữ Đinh Tiên Hoàng. Tiếp theo đó là chi hội phụ nữ khu dân cư Trung Tâm. Đề nghị toàn thể hội thi của chúng ta hãy đồng một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho hai chi hội phụ nữ khu dân cư đã giành giải nhì trong hội thi ngày hôm nay. Và sau đây xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Việt Huy, Bí thư Đảng bộ phường, ông Dương Tuấn Anh, Phó giám đốc Trung tâm phòng chống HIV/AIDS lên trao giải cho hai đội đã giành giải nhì trong ngày hôm nay ạ. Xin trân trọng kính mời. Chúc mừng hai đội thi đã giành giải nhì trong hội thi ngày hôm nay. Xin chào, cảm ơn. Vâng, và đội cuối cùng đứng lại trên sân khấu ngày hôm nay đó chính là đội
giành xuất sắc nhất, ấn tượng nhất và là đội giành giải nhất, đó chính là đội chi hội phụ nữ đến từ khu dân cư Quang Trung. Sau đây xin trân trọng kính mời bạn Lê Thị Thu Hoài, ủy viên ban thường vụ, trưởng ban tuyên giáo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh lên trao giải cho đội giành giải nhất trong hội thi ngày hôm nay ạ.